Nè, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, em có còn ý định xa lánh anh nữa không? Ghét quá. Chúng ta mỗi người một chiếc mà anh. Nhìn chiếc nhẫn, em có cảm giác anh đang ở bên cạnh em. Sẽ không cảm thấy cô đơn. Alo. Alo, chị Hạnh hả? Tôi là người đến xem du thuyền hồi bữa. Hôm nay giờ tôi đã về và chúng tôi quyết định bàn bạc để mua. À, rồi được rồi. Lát nữa anh chở vợ anh đến du thuyền gặp tôi, rồi chúng ta cùng bàn bạc luôn. Ok, chị nha. Chào chị. Sáng nay sao không thấy Vũ xuống ăn sáng vậy mẹ? Hôm qua nó biết con Vi bị bệnh
cho nên lật đật chạy về bệnh viện rồi ở trong đó luôn. Nó có gọi về báo cho mẹ rồi. Ủa, rồi Vi có sao không mẹ? Không, chỉ bị suy nhược rồi ngất xỉu, không đến nỗi nào nghiêm trọng lắm. Cũng tại con Vi nó chia tay với thằng Vũ, cho nên nó mới buồn, mất ngủ, rồi dẫn đến bệnh đó. Vậy là chắc hai tụi nó hết giận nhau rồi phải không mẹ? Cũng tại con bé Hà nó phá, cho nên mới xảy ra mọi chuyện. Tiếp xúc vài lần, mẹ đã biết tánh con nhỏ này không được rồi. Còn trẻ mà thâm hiểm quá. Bây giờ lại làm những chuyện quá sức. Con nghĩ tình yêu không thể chiếm đoạt là được. À, con à, con rảnh không? Chút nữa hai mẹ con mình vào bệnh viện thăm con Vi nha. Dạ, cũng được. Dù sao con cũng không bận gì hết. Chị Hai chào nha. Bác, con mời bác ngồi. Ừ, chào, chào cháu. Ngày hôm qua mẹ vô đây, mẹ thấy hai tụi con ngủ say quá, cho nên mẹ để hai đứa con ở bên nhau, mẹ và con Nhi á, không muốn làm kỳ đà cản mũi hai đứa. Vi à, con thấy đỡ chưa? Dạ con đỡ rồi mẹ. Chị Hai nè, em cảm ơn chị Hai nhiều lắm đó. Chị Hai vì em làm biết bao nhiêu chuyện. Em xin lỗi chị Hai và anh Vũ. Em khờ quá à, đừng tự trách mình như vậy. Chúng ta là chị em mà. Chị Vi nói đúng đó, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Ai cũng hiểu cho em mà. Em đừng có buồn nữa nha, mạnh mẽ lên. Em cảm ơn anh Vũ, em cảm ơn chị Hai. Mẹ có mua đồ ăn sáng cho tụi con nè. Tụi con rửa mặt đi rồi ăn sáng. Dạ. Hôm qua tới giờ thằng Vũ lo cho con cũng mệt lắm rồi. Tụi con ăn sáng đi rồi Vũ về nghỉ đi nha con. Dạ, không có gì đâu bác. À, không có gì đâu, hai người yên tâm. Bác sĩ à, nhưng mà sao nó nói với tôi là nó bị nhức đầu quá đó bác sĩ. Nó có bị sao không bác sĩ? À, đó là do thuốc. Nếu bệnh nhân thấy hơi nhức đầu một chút thôi, không có gì đâu. Nghỉ ngơi vài bữa, để theo dõi là có thể xuất viện được rồi. Dạ. Người nhà đừng lo lắng quá. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ.
Con à, con làm ba mẹ lo quá à. Hôm qua con bị xe tông vô bệnh viện, mai bà bác sĩ nói con không sao á. Mẹ lo lắm. Ai đưa con vô đây vậy? Còn bé Nhi nó đưa con vô đây đó. Hai anh chị đã xem qua du thuyền này rồi, không biết là đã quyết định gì chưa? Tôi vừa về Việt Nam thì chồng tôi đã nói với tôi về chuyện mua du thuyền. Từ trước tới giờ tôi quen kinh doanh bất động sản, bây giờ muốn kinh doanh thêm một thứ khác. Hiện nay tôi thấy nước mình du lịch và giải trí đang rất phát triển. Kinh doanh thêm cái này tôi thấy cũng có triển vọng. Được chứ, dù sao thì anh làm vậy cũng thật cẩn thận. Nhưng mà anh chị nên đặt cọc một chút tiền để mua chiếc du thuyền này. Mình nghĩ sao mình? Thì đó, tôi đã nói với bà rồi, tôi muốn mua mà. Chúng tôi sẽ mua chiếc du thuyền này. Chúng ta sẽ hẹn một ngày nào đó để làm giấy tờ đàng hoàng rồi chồng tiền luôn. Dạ, tôi đồng ý. Anh tính vậy cũng được. Dù sao anh chị làm vậy thì cũng cẩn thận hơn. Nhưng mà anh chị định đặt cọc trước cho tôi bao nhiêu? Chúng tôi đặt cọc trước 100 triệu. Khi nào giấy tờ xong thì sẽ trả toàn bộ số tiền được chứ. Dạ. Vậy thì được. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm giấy tờ đặt cọc trước nha. Ok chị. Dạ. Dạ chào anh chị. Chào chị. Cảm ơn anh chị nhiều. Khi nào chị làm xong thủ tục thì gọi chúng tôi tới giao tiền. Dạ. Chào chị. Dạ xin chào. Chào chị. Bà nhìn đi, ở bên đây cũng có nhà hàng. Ở bên đây thì nhà hàng mới mở, chỗ này làm ăn được đó. Ờ. Alo. Mẹ hả? Giờ này con gọi điện thoại về nhà mà sao ít gặp mẹ quá vậy? Mẹ bận quá, ít ở nhà cho nên không có nghe điện thoại. Sao? Tụi con ở bên đó vẫn khỏe chứ hả? Tụi con vẫn khỏe mẹ à. Sắp tới tụi con sẽ về Việt Nam rồi đó. Hả? Tụi con về Việt Nam chơi hả? Dạ, tụi con đã thu xếp xong giấy tờ để mẹ qua định cư bên đây rồi. Sắp tới tụi con về sẽ dẫn mẹ qua luôn. Lo xong hết rồi hả? Vậy là mẹ có thể qua đó ở với tụi con rồi hả? Có thiệt không vậy? Dạ, dạ thiệt mà. Mẹ mừng quá. Rốt cuộc thì mẹ cũng được qua với các con. Tụi con cứ sợ mẹ thích ở Việt Nam rồi không chịu qua đây luôn chứ. Đâu có. Dù sao đi nữa ở gần con cháu vẫn thích hơn chứ. Mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho xong các công chuyện bên này. Dạ, gấp quá kịp không mẹ? Kịp mà. Khi hai vợ chồng về á, cả nhà chúng ta cùng đi chơi rồi đi qua bên đó luôn ha. Dạ, để con báo cho vợ con biết tin vui này. Ừ. Con cúp máy nha mẹ. Ừ. Bye mẹ. Chào con. Mẹ thấy là con chỉ là người bị người ta hãm hại mà thôi. Đừng khóc nữa con. Con gái lớn rồi. Coi kìa. Con gái lớn rồi mà mít ướt vậy à? Dạ. Con sẽ không khóc nữa. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ vui. Con sẽ cố gắng học hành. Sẽ làm lại từ đầu. Không để cho ba mẹ phải lo lắng vì con nữa.
Mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được mà. À bà, cuối cùng á thì nhà mình mọi chuyện cũng qua hết rồi. Hôm nào con Vi nó về á, thì bà nhớ là một bữa ăn thật thịnh soạn để gia đình mình ăn mừng nha. Tôi cũng định vậy rồi đó. À Vũ nè, bữa đó con và mẹ con qua nhà bác dùng bữa cơm nha. Dạ, để con nói với mẹ con. À, tối qua đến giờ á, con cũng ở đây với Vi suốt rồi. Thôi con cũng nên về nghỉ đi, không thôi mẹ con lại trông đó con. Ừ, bác thấy con cũng nên về nghỉ đi. Hai đứa con á thì cũng đã hiểu nhau rồi, còn nhiều thời gian mà. Anh về đi, chiều rồi anh vô thăm em. Vậy thôi anh về nha. Dạ, thưa hai bác con về. Ừ, được rồi. Con về. Thôi con về nha. Vũ. Con chào gì? Con ngồi đi. Bé Vi nó không sao chứ con? Dạ, cô không sao đâu dì. Vậy thì dì an tâm rồi. Dì chỉ sợ. Thôi, cho dì gửi lời thăm bé Vi nha. Dì xin lỗi bé Vi. Dì không biết con Hà nhà dì nó hư đến mức độ như vậy. Dạ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hà không sao chứ gì? À, nó không sao, nó tỉnh rồi con à. Dì cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Con chào dì. Thằng Vũ về, nó có nói gì với bà không? Nói gì đâu. Thì nó nói với tôi nó đi thăm con Vi về thôi. Sao, có chuyện gì? Bà nói tôi nghe thử. Tôi tưởng thằng Vũ đã nói hết tất cả mọi chuyện cho bà biết. Chuyện con Hà nhà tôi với con Vi rồi chứ. Chuyện đó hả? Tôi cũng có nghe. Mà thôi, con Hà còn trẻ con cho nên mới nông nổi. Thì đó, tôi cũng chán dễ sợ luôn. Nhìn thấy nó bệnh thì tội nghiệp, nhưng mà giận lắm. Tôi nghĩ kỳ này chúng ta nói và răn đe lại Hà. Mặc dù biết là Hà nó đang bệnh, nhưng mà phải nói cho con nó biết. Chứ cũng không nên im lặng đâu. Cũng không nên xem như là mình không biết gì hết. Tôi thấy chị Tuyền nói đúng đó. Dù sao mình cũng phải nói cho con nó biết đúng sai. Tôi cũng biết bé Hà nó thích thằng Vũ lâu rồi. Tôi cũng quý bé Hà lắm. Nhưng thằng Vũ nó thích ai thì mình đâu có quản được. Thời buổi bây giờ, tình cảm riêng tư của tụi nó tôi đâu có xen vào được. Con Hà nó còn non dại quá, nó làm tùm lum chuyện hết. Bây giờ dở lẽ ra thế này, tôi cũng không biết làm sao nữa. Chán quá bà ơi. Mẹ con Vi đòi kiện con Hà nhà tôi. Nghiêm trọng vậy à? Rồi bà nói sao? Cường cũng nên đến gặp gia đình cô bé đó, xong rồi nói chuyện với họ đàng hoàng, xuống nước năn nỉ họ. Tuyền đã gặp cô bé Vi trong bữa tiệc đó rồi. Nhìn Vi á, chắc gia đình bên ấy cũng thuộc gia đình đàng hoàng. Chắc là họ sẽ không làm khó dễ gì mình đâu. Chán thiệt á. Bây giờ em cũng không biết làm sao á. Chắc phải làm vậy thôi, chứ biết làm sao giờ. Đâu có ngờ nó gan, nó dám làm chuyện tài trời như vậy đâu. Tôi cũng đã tiếp xúc với ba mẹ bé Vi rồi. Họ được và thoải mái lắm. Chắc không đến nỗi nào đâu. Thằng Vũ nó đang quen với con Vi. Bà nói thằng Vũ á, có gì nó giúp giùm cho con Hà với. Kêu nó bỏ qua giùm tôi được không?
khổ quá. Tôi sợ là con Hà nó đi tù chứ chẳng chơi đâu. Còn gì là tương lai của nó nữa chứ. Được rồi, tôi cũng hiểu tâm trạng của bà mà. Có gì tôi nói với thằng Vũ. Nhưng được hay không còn tùy nha. Ừ, bà nói giúp giùm tôi nha. Được chút nào hay chút đó. Ừ. Chán ghê. Em cũng không hiểu sao nhà em lúc này hết chuyện này tới chuyện kia ập tới, đổ hết lên đầu em. Thiệt tình, khổ gì đâu. Cưng đừng có nói như vậy. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó mà. Không có chuyện gì đâu, đừng có lo lắng quá. Hy vọng là nhà em sẽ yên ổn đi. Em mệt dữ lắm rồi. Dạo này nhức đầu đủ thứ chuyện hết trơn. Thôi, bà đừng nghĩ đến nhiều nữa. Em chào chị. Ừ, chào em. Sao em? Em đã lãnh lương tháng này chưa? Dạ em lãnh rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ừ. Chị cũng đã bán cái du thuyền này rồi. Đã có người đặt cọc mua. Dạ em cũng biết. Bán rồi chị tính sao? Chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Thằng Hậu mới gọi điện về báo cho chị là đã làm xong thủ tục để bảo lãnh chị qua bên đó rồi. Chúc mừng chị. Thấy chị vậy em cũng vui lây cho chị. Em sợ chị lại buồn nữa. Hôm nay em đến đây là nói lời tạm biệt chị. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Và em đã quyết định rồi. Em sẽ đi tìm một công việc nào đó ở một nơi khác. Em đã làm cái công việc này cũng khá lâu. Dù sao ở du thuyền này em quen với sự có mặt của chị rồi. Em định làm ở đâu? Có cần chị giúp đỡ gì không? Cảm ơn chị. Em nghĩ em có thể tự kiếm việc được mà. Chị khỏi lo cho em. Thời gian làm ở đây chị cũng đã giúp em rất nhiều thứ. Nếu không có chị, chắc giờ đây em cũng chỉ là một thằng bốc xếp ở trên bến cảng này thôi. Thôi mà, em đừng có nói vậy. Chị tin là chắc chắn em sẽ thành công hơn nữa. Hãy cố gắng lên nghe em. Em biết mà chị. Không biết sau này chị em mình còn có dịp gặp nhau nữa không? Em lại nói quá rồi. Chị phải giữ liên lạc với mọi người chứ. Em thấy chị là một người chủ tốt, biết quan tâm đến nhân viên. Không biết ngoài chị còn có ai được như vậy nữa không? Còn nhiều mà em. Làm gì mà mọi người cứ nhìn con chằm chằm vậy? Anh hai nữa. Vô thăm em mà sao không nói gì hết? Làm gì nhìn như sát thủ vậy? Bà nói đi. Khánh, con nói đi. Đến bây giờ em cũng vẫn chưa biết lỗi của em hả? Chẳng lẽ em không hiểu vì sao mình phải vào đây à? Anh hai nói gì em không hiểu. Thì tại vì em bị xô ngã, rồi bị xỉu, cho nên mới vô đây mà. Em còn giấu nữa hả? Mọi người đã biết hết tất cả chuyện của em rồi. Không thể ngờ nổi, em lại có thể làm những chuyện động trời như vậy. Ba mẹ thất vọng vì con quá. Con có biết ba mẹ phải quê, phải ê mặt với người ta như thế nào không? Con có làm gì đâu, sao tự nhiên mọi người nói vậy? Đến bây giờ, con vẫn chưa nhận lỗi của con nữa sao? Ba chẳng còn lời lẽ nào để nói với con hết. Mẹ đã biết hết mọi chuyện. Chuyện con đã làm gì với con Nhi? Con Nhi nó đã nói ra hết rồi. Mẹ,
Mẹ ơi, không phải vậy đâu. Mẹ ơi, ba ơi, anh hai ơi, con không có làm gì hết. Con Nhi nó nói xạo đó. Tại vì họ không thích con cho nên họ mới bịa đặt chuyện như vậy. Con nghĩ đến bây giờ còn có người tin con nữa sao? Người ta sắp kiện con tới nơi rồi kìa, con còn ở đó mà chối nữa. Mẹ thì khổ tâm với con quá đi. Mẹ, ba ơi, anh hai, bên đó người ta đòi kiện em hả? Hà, chẳng lẽ những chuyện con làm con không thấy quá đáng hả? Hà, mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ, con lỡ dại mà. Ba ơi, ba nói bên đó bỏ qua cho con đi ba. Con chỉ tính hù con Nhi thôi. Con không nghĩ là mọi chuyện lại lớn lên như vậy. Con đã thấy tai hại chưa hả? Tính hiếu thắng của con bây giờ đã nông nổi như vậy đó. Con cho người ta làm nhục nhân phẩm người khác, rồi con nói là hù thôi hả? Mẹ ơi, con lỡ dại mẹ ơi. Nhưng mà con nói thiệt, tất cả những gì mọi người biết không có đúng đâu. Không ai hiếp dâm hết. Chỉ có con nè. Con tạo hiện trường giả. Con làm giống như thật để con Nhi nó sợ. Con nói thiệt đó. Con sợ ở tù lắm. Anh hai ơi, em sợ ở tù lắm. Anh hai làm ơn nói với lại dì Tuyết với lại anh Vũ, nói họ đừng có kiện em sợ ở tù lắm. Anh và mẹ đang giúp em nè. Sao chuyện này em nên sửa đổi đi là vừa. Tốt hơn hết, em nên gặp Vi và Nhi mà giải thích cho thật kỹ và xin lỗi họ. Em hứa em sẽ sửa đổi mà. Mẹ đã gặp dì Tuyết rồi, về nhờ dì ấy nói với thằng Vũ để con Vi nó bỏ qua cái chuyện này. Nhưng mẹ cũng không biết làm sao hết. Thiệt, con làm cho mẹ nhức đầu quá đi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ba. Tại con hứa nên con mới vậy. Con hứa con sẽ sửa đổi, con không mơ như vậy nữa đâu. Thôi nín đi, nghỉ dưỡng cho bớt bệnh. Chuyện này để cho ba mẹ lo. Mẹ, hồi nãy bác sĩ khám á, nói sức khỏe tôi ổn rồi, bà đừng có lo nữa. Nhưng ông cũng chưa có được về đâu, phải nghỉ ngơi nữa. Hôm nay đi ra ngoài, cảm giác thật dễ chịu gì đâu á. Bữa giờ, toàn bắt em nằm trong phòng, ngột ngạt quá. Thấy em khỏe hẳn rồi, anh mới cho em ra ngoài đó. Em không chịu quan tâm tới sức khỏe của mình gì hết. Chỉ toàn lo cho người khác mà thôi, không để ý gì đến mình hết. Cái tính của em như vậy rồi, bây giờ mà kêu em sửa, chắc khó lắm á. Em cũng phải vì anh chứ. Nhìn em bệnh, anh lo lắm biết không? Bầu trời hôm nay thật trong lành. Nhìn lên, mình có cảm giác như có con chim nhỏ dưới bầu trời bao la này. À, tâm trạng của Nhi sao rồi? Em nghĩ Nhi ổn định rồi anh ạ. Cũng may là em đã nói chuyện này trước với Nhi, nên Nhi đã không phải chịu những cú sốc quá lớn. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Những ngày vừa qua nghĩ lại như một giấc mơ vậy, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Em không biết số phận định thử thách anh và em đến khi nào nữa.
Em cảm thấy mọi thứ cứ như làm khó anh và em. Em đừng bận tâm và suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần anh và em thật lòng yêu nhau là được rồi. Từ nay có chuyện gì em cũng nên nói ra để chúng ta cùng vượt qua. Cháu khỏe rồi chứ Vi? Qua đây con. Dạ cảm ơn bác, cháu cũng khỏe hơn nhiều rồi. Thật ra cũng không có gì nặng lắm. Còn Hà thì sao rồi? Hà cũng bớt nhiều rồi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ có gì đâu bác. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Bác cũng hy vọng cháu với Nhi bỏ qua cho con Hà nó lỡ trót dại. Trông Hà hôm nay nhìn tươi tắn, khỏe hẳn lên rồi đó. Anh nghĩ chắc khoảng 1-2 ngày nữa là em có thể xuất viện được rồi. Dì cũng mong là như vậy đó. Chứ ở trong bệnh viện mới có mấy bữa à, khó chịu quá chừng, không quen như ở nhà. Vi cũng vậy, cũng không quen, cứ đòi ra dạo phố suốt. Mà tại vì Vi chưa khỏe nên con không cho. Thôi bác không làm phiền hai đứa nữa, bác với Hà qua bên kia dạo một chút. Dạ. Đi con. Vi, con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ cảm ơn bác. Đi. Vi à, có chuyện này anh muốn nói với em. Chuyện gì anh cứ nói đi, em nghe nè. Em ngồi đi. Không biết là ba mẹ của em sẽ giải quyết chuyện của Hà như thế nào nữa. Em cũng chẳng biết nữa. Thiệt là bây giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Em cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Em nghĩ chắc ba mẹ em cũng muốn như vậy. Chỉ tại Hà còn trẻ con quá nên mới như vậy. Nếu Hà bị kiện, anh cũng không vui. Tất cả mọi chuyện cũng tại vì anh. Em cũng biết điều đó chứ. Em đừng có hiểu lầm nha. Không phải anh có ý gì với Hà đâu. Thật ra anh chỉ xem Hà như một cô em gái thôi. Anh không muốn trong chuyện này ai phải chịu thiệt về bản thân hết. Anh đừng phải khó xử về chuyện này. Em cũng muốn mọi thứ kết thúc thật êm đẹp. Dù sao Hà và dì Loan cũng là chỗ quen biết thân tình với mẹ anh. Ở thế giữa, em biết anh và mẹ Tuyết cũng khó xử lắm. Hơn nữa, theo những gì anh Khánh nói với anh, thì Hà cũng không làm gì đến nỗi hại Nhi. Anh kêu Hà xóa hết những hình ảnh của Nhi là được rồi. Em hiểu cho anh thì tốt quá. Anh hy vọng mọi chuyện nên khép lại từ đây. Còn chuyện xóa hình á, thì em yên tâm đi. Bây giờ Hà dám giữ hình mới lạ đó. Con bé sợ ở tù đến phát khiếp rồi. Anh biết không, sắp tới là chúng tôi rất muốn có thêm nhiều phần kinh phí. Dạ. Để hỗ trợ cho các em đi học. Tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Chị đã có lòng. Dạ. Chúng tôi muốn là anh cho tham quan khuôn viên trường này. Mời chị tham quan phòng học của các em nha. Dạ. Mời chị. Chị theo tôi nha. Đây nè con. Mẹ. Mẹ ơi, bữa nay tổng kết. Con là học sinh giỏi nè mẹ. Trời ơi, như vậy là con giỏi mẹ mừng lắm rồi. Nè. Ba mày á mà thấy mày học giỏi, ông mừng lắm đó. Thôi leo lên xe đi mẹ chở về. Dạ. Nắng quá rồi con. Nhìn gương mặt tươi tắn của cô, như vậy là đã khỏe hẳn rồi phải không? Dạ, không biết tôi có thể xuất viện được chưa bác sĩ? Ừ, được rồi đó, cô khỏe hẳn rồi. Mà cô phải nhớ nha, về nhà ăn uống giữ gìn sức khỏe cho đàng hoàng. Tuổi trẻ bây giờ cứ ham làm việc, không còn ai để ý tới bản thân hết. Dạ. Đó, bác sĩ nói rồi đó, em thấy chưa? Em biết rồi mà, bữa giờ em nghe câu này nhiều rồi. À, cô hết bệnh rồi đó, người nhà có thể ra ngoài làm giấy xuất viện cho cô được rồi. À, nếu không còn gì, tôi qua phòng kế bên khám bệnh tiếp, chào hai cô cậu. Dạ chào bác sĩ. Em có thể xuất viện được rồi, cảm giác thật thoải mái. À, mà em quên mất, bữa giờ anh cứ ở đây với em hoài. Công việc ở công ty của anh như thế nào? Không có gì,
anh thu xếp công việc được mà. Chỉ vì em bệnh thôi mà làm phiền anh như vậy. Em cảm thấy ngại quá à. Cái gì? Trời, hôm nay bày đặt nói với tôi như vậy nữa hả? Thiệt là anh thấy không quay chút nào hết á. Thôi, để anh ra làm thủ tục xuất viện cho em nha. Anh làm giùm em nha. Em đợi anh nha. Chắc bà phạm tội gì dữ lắm. Bà là Nguyễn Thị Mỹ đúng không? Mời bà về đồn làm việc. Vì có người đã kiện bà. Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Sao tự nhiên đang đi mẹ dừng lại vậy? Không có gì đâu. Mẹ gặp người quen đó mà. Ủa, người quen nào? Con có thấy đâu? Con không có biết người đó đâu. Đáng đời. Bà đã can tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản của công dân. Dạ. Bà về đồn. Chúng tôi không có thời gian. Mời bà đi nhanh cho. Bà có quyền im lặng. Những lời bà nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Nhìn bà mà hiền khô quá, chắc bà bị dụ hơn thôi. Đời ai biết được. Đi. Thôi thắc chuyện mình về đi. Con về đi, còn lo cơm nước nữa. Về đi mẹ. Đi. Để con tự về được rồi. Cả nhà làm gì mà lên đây hết vậy? Đâu có được chị hai. Cả nhà phải lên đây trước chị xuất viện về chứ. Mà chị đó, bữa nay sướng lắm nha. Đồ ăn quá trời luôn. Mẹ làm toàn món ngon để đón chị về ăn đó. Nhỏ này, bộ chị có lộc ăn thì em không có sao? Nè, sao lần này á còn phải đối xử tốt với thằng Vũ nghe chưa? Thôi mọi chuyện xong hết rồi, bây giờ gia đình mình về đi. Chứ ở đây làm gì nữa? Về tới nhà rồi á, tha hồ mà nói chuyện. Mẹ chuẩn bị rồi nè. Dạ. Dạ. Đi đi con. Để con xách cho bác. Đi. Đưa anh. Dạ. Đi chị. Hôm nay con cũng xuất viện về hả? Chúc mừng Hà nha. Hôm nay tôi dắt con Hà đến gặp mọi người là có một chuyện tôi muốn nó phải làm. Đây là cái điện thoại Hà đã chụp Nhi. Hà đưa lại cho Nhi. Tao chỉ cho phép tụi bay tới đó thôi. Mày nói gì? Tụi bay dám. Tao kêu công an đó.